Hello, xin chào các đồng chí, anh chị em, các bạn buổi thân mến. Một buổi sáng ở quê hương Việt Nam mến yêu Đà Nẵng. Hôm nay là ngày mình đã hoàn thành nhiệm vụ tốt. Sau 17 ngày cách ly thì hôm nay mình bay về thành phố Hồ Chí Minh và bay về Tiền Giang để gặp gia đình. Vắng lai anh chị các bạn cũng một thời gian dài. Nói chung thì vấn đề cách ly thì rất là tốt. Mình phải nói là không ngờ cái cách ly ở Việt Nam nó không phải như những cái vấn đề mà những một số những thành phần bất mãn nó tuyên truyền, nó cho rằng cái sự cách ly ở Việt Nam mà do nhà nước quản lý nó tệ hại, thì nó không đến nỗi như vậy. Tôi thấy là nó rất là tốt. Cái vấn đề bảo bảo đảm cái nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng Việt Nam thì tôi thấy là cơ quan nhà nước Việt Nam làm rất là tốt. Nhờ vậy mà Việt Nam đã kiềm chế được cái vấn đề bệnh dịch. Chào anh chị em các bạn trong diễn đàn nha. Thì Lại Minh like đây để trò chuyện với anh chị em các bạn trước khi Lại Minh rời Đà Nẵng bay về thành phố Hồ Chí Minh. Mình đã hoàn thành nhiệm vụ tốt. Rất là vui. Một cái chuyến đi phải nói là như một cái cuộc phiêu lưu mà mình có được những cái kinh nghiệm ở quê hương về vấn đề cách ly và hiểu được cái vấn đề chống dịch ở Việt Nam phải nói là cực kỳ tốt, mà mình phải nói là rất là hãnh diện, rất là tự hào là một người Việt Nam, là một người con của đất mẹ Việt Nam. Không nơi nào bằng ở quê hương của mình. Mình chỉ lấy làm tiếc có những kẻ bỏ quê hương ra đi vì bất cứ một lý do nào đó, họ lại quay lưng với quê hương và họ sẵn sàng bán đứng cái quê hương của họ, họ từng sanh ra và lớn lên, và họ tìm đủ mọi cách để đặng mà xuyên tạc chống phá Việt Nam, gây sự bất ổn, tạo nên sự mất cái sự tạo ra những cái sự gọi là bất ổn chính trị, kinh tế và xã hội. Đó là những cái điều tôi thấy làm đáng tiếc. Cho nên mỗi anh em chúng ta lên trên không gian mạng này, mình có cái sự hiểu biết và cùng chung nhau góp một tiếng nói để vạch mặt những cái thành phần chống phá xuyên tạc đất nước. Thì một lần nữa Lại Minh xin lỗi anh chị các bạn là trong suốt gần 3 tuần nay Lại Minh không có trả lời anh chị các bạn ngoài diễn đàn, tại vì cái Facebook Lợi Minh kia chính thì nó bị báo cáo, cho nên nó cũng bị truyền nhiễm qua cái Facebook này, cho nên Lợi Minh không trả lời được, không bấm like được, chỉ xem thôi mà chỉ like ở Facebook này, cho nên anh chị em các bạn thông cảm. Không phải Lợi Minh lên đây để tỏ vẻ mình là cái gì đó nguy hiểm lắm. Lợi Minh không có như vậy. Mình nhiều khi anh chị các bạn chào hỏi là mình không 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 trả lời được bên ngoài, thành ra thông cảm giùm. Chỉ like và nói chuyện và chia sẻ ở đây thôi. Còn cái Facebook là bên chính thì vẫn còn khoảng 10 ngày nữa nó mới thả ra, tại mấy cái tụi chống cộng ở bên Mỹ nó thấy là mình nó tức, nó inbox thì nó chửi tơi bời ba lá, cho nên nó tìm cách. Nhiều khi mình cũng không kiềm chế mình chửi thì nó báo cáo, cho nên Facebook mình bị lâu lâu á bị nó chặn. Thì hôm nay mình đang chuẩn bị bay về thành phố Hồ Chí Minh. Phải nói là Đà Nẵng rất là đẹp, những ngày ở Đà Nẵng phải nói rất là thú vị. Mình Đà Nẵng là quê nội của mình, quê nội mình là Đà Nẵng ở Điện Bàn. Mình cũng có chú bác anh em đồ ở ngoài Đà Nẵng rất là đông. Phải nói là cái vùng đất Đà Nẵng rất là tuyệt vời, một vùng đất đáng sống. Và chuyến đi lần này Lại Minh phải nói là học hỏi rất là nhiều và có được những cái trải nghiệm về vấn đề mà Việt Nam chống bệnh Covid, phải nói là rất là tuyệt vời chị các bạn. Thôi thì Lại Minh like tới đây, sẽ hy vọng sẽ có những cái cuộc like sắp tới. Thì những cái like của Lợi Minh không có kênh nha anh chị các bạn. Lợi Minh chỉ là một người, mình đi đâu thấy cái gì hay
chia sẻ trên cái không gian mạng này thôi. Một số anh chị các bạn cũng inbox, còn nhiều khi hỏi lời mình chừng nào like cho hay, là mình thì không có, nhiều khi không có cập nhật hết được, cũng không thể nào cho ai hay biết được. Nếu mà ai lấy được like thì cứ tự nhiên mà lấy thôi. Còn những một số anh chị các bạn có gọi lại mình inbox rồi lại mình trả lời không hết thì cũng thông cảm dùm, tại vì nhiều khi mình cũng bận rộn, nói chung thì về cũng có công việc chứ không phải là mình đi chơi, đi cưỡi ngựa xem qua giống như những người khác. Trong cái công việc của Lợi Minh ở bên này cũng bận rộn chứ không phải là không. Thành ra một số anh chị các bạn thông cảm, Lợi Minh lên trên này cũng không có muốn làm mất lòng ai, chỉ mong rằng anh em chúng ta cùng chung nhau tiếng nói, góp một phần nào đó để mình bảo vệ cái sự bình yên của quê hương đất nước mình, và nhất là chống lại những các thế lực xuyên tạc chống phá đất nước. Đó là một cái điều rất là quan trọng, bởi vì chúng ta có được một đất nước hòa bình, độc lập và yên bình như ngày hôm nay là biết bao nhiêu người đã nằm xuống đổ máu để cho chúng ta có được ngày hôm nay, có được một cuộc sống rất là tốt. Tôi nói anh chị các bạn, trong những ngày sắp tới tôi sẽ đi đây đi đó, tôi sẽ tìm hiểu và tôi sẽ chia sẻ anh chị các bạn về những cái hay, cái và so sánh với cái xã hội nước Mỹ để anh chị các bạn nhìn thấy được đâu là một cái sự thật, như cái sự thật của cuộc sống như thế nào. Thôi thì là mình like tới đây. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye, bye bye, bye bye. Mình đã tốt nghiệp rồi anh chị các bạn ơi. Hoàn thành nhiệm vụ tốt sau 17 ngày mình cách ly. Đúng lý là mình chỉ có 14 ngày thôi. Thì các bạn biết trong cái chuyến bay đi về Việt Nam đó, lúc nào cũng có người nhiễm Covid nha anh chị các bạn. Chuyến bay bên Mỹ về lúc nào cũng có. Những nhà nước Việt Nam mình mà mở cửa rộng rãi ra, các bạn biết rất là nguy hiểm. Chính vì vậy những cái sự cách ly nó đã hạn chế được các vấn đề lây nhiễm vào cộng đồng rất là tốt. Tôi nói chỉ các bạn, hôm mà bữa cách ly ở trong quân đội vừa xuống là xét nghiệm là có 3 người nhiễm bệnh. Sau đó khoảng 3 người sau nữa, thì 3 người sau bị nhiễm bệnh này đó, các bạn biết mấy đứa thanh niên trẻ nó khủng khiếp được chứ. Mà phát hiện được như vậy, anh chị các bạn biết là ngăn chặn được cái sự lây nhiễm ra ngoài cộng đồng rất là tốt. Nhờ vậy hôm mà cách ly đó thì mình cũng có đứng gần một cô bé bị nhiễm mà mình không biết. Thì trong cái cách ly cộng đồng mà, thì mình trở thành F1, cho nên mình bị bắt cách ly ngược trở lại thêm 3 ngày nữa. Cho nên mình tốn 17 ngày thay vì là mình 14 ngày rồi mình phải được về rồi. Thì đến hôm nay mình mới xong. Thôi thì mình giải thích để anh chị các bạn thấy cái vấn đề mà chống virus COVID ở Việt Nam phải nói là cực kỳ tốt. Đây là những cái chính sách để bảo vệ cái người dân Việt Nam. Các bạn đang có một chính quyền rất là tuyệt vời, coi mạng sống của người dân rất là quan trọng, về vấn đề sức khỏe cộng đồng, về sức khỏe trong cuộc sống. Tôi nói chuyện các bạn, đây là một điều các bạn không thể nào tìm được ở một cái xứ gọi là tư bản dân chủ tam quyền phân lập. Các bạn mò chim dưới đáy biển cũng không bao giờ có. Với kinh nghiệm sống của tôi hơn 30 năm trên đất Mỹ, tôi nói chuyện các bạn biết, Việt Nam là một quốc gia dù một đảng nhưng mà người ta lo cho dân nó hoàn toàn khác với một cái quốc gia mà những cái người mà xuyên tạc chống phá đất nước và những thành phần dân chủ cụi cũng như những thành phần mà đội lớp tôn giáo lên trên mạng kêu riêu xuyên tạc, nó hoàn toàn không như mơ. Tôi nói anh chị các bạn nha, từ từ tôi sẽ phân tích để anh chị các bạn thấy được cái dở và cái hay và cái đúng và cái sai của một đất nước Việt Nam và đất nước Hoa Kỳ. Rồi Lợi Minh chia sẻ đến đây. Xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Mình chuẩn bị bay về thành phố Hồ Chí Minh. Thì công việc cũng nhiều. Hy vọng là sẽ có những cái like khác
để chia sẻ những cái thông điệp tới cho anh chị các bạn. Bye bye, bye bye, bye bye.